Đây nhưng mà món này không cho ăn gì rồi. Nuôi thì không được già rồi. Không bán cho ông được. Nó làm mày chín chỗ. Đấy bán cho ông nào nữa. Thế mà. Thế mà. Có ham muốn thì chỉ mất ra. Thế mà. Có là bán cho ông. Bán cho ông. Bán là chứ tại như là thôi để cho ông ấy dâu lắm. Bán đi con này à. Một em trâu cái các bạn, một em trâu cái sừng dài, gọi là xấu. Thì, không biết là lý do tại sao mà được nhiều người bao vây như thế. Có khả năng là vì tò mò, thứ nhất là về giá cả, thứ hai là thích tụ họp chỗ đông. Mình đoán vậy các bạn, mình như vậy, mình thích tụ họp chỗ đông. Con này sừng lệch một tí. Nói chuyện là chả có cho một bao tiền. 18 năm. Tại nói tiếng đồng bào cháu không nghe rõ. Tôi không hiểu tiếng Mông. Mấy em trâu này nha các bạn nhé. Được một số các bác đến thăm ngó rất là nhiều. Đang báo giá là 18 năm 18 triệu 500 các bạn. Một em trâu cái nhé. Thì các bác nói tiếng phổ thông ở trên các bác ấy nên mình không rõ. Trời nắng rồi các bạn. Bây giờ là rơi vào 8 giờ sáng rồi, trời bắt đầu nắng rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ tạm biệt một em cho cái ấy. Thì chúng ta sẽ sang một em khác các bạn. Chỗ này mát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi ok, chúng ta sẽ chuyển sang một em trâu khác. Con trâu này chủ đi đâu rồi các bạn? Nên là chúng ta sẽ sang một em trâu khác. Một em nghe được kìa. Con này sừng bé nhỉ? Ngắn. Con này tầm bao nhiêu tiền bác? Hả? 25 à? 35. À 35. Sorry các bạn nha, nghe nhầm. Đấy, con này báo giá là 35. Con này cao khoảng 1m2 không nhỉ? Khoảng 1m15. Con này cũng béo trâu phết đấy. Nhưng mà sừng cúp. Nước da hồng các bạn, đỏ. Đang báo giá là 35 các bạn. Mấy con kia nó gửi cho rồi 20 triệu bán thôi thì bán mà không dắt được đi, nó đi 300 thôi, không một chân không đi được. Con này báo giá bao hai mấy ạ? 24 triệu. 24 ạ. Thấp. Con này dáng thấp này, trâu cái mà nhìn như này thôi thấp mà cái bé. Báo giá là 24 này. Thôi 24 triệu. Không bán được. Nhưng mà người ta nhìn trâu là người ta nhìn hông. Trâu cái là nhìn hông xem nó có mắn đẻ hay không đúng không? Cái này mông hẹp đúng không? Nếu cao hơn 24 triệu không bán cứ đòi 25 triệu. Bán một con bán hết thì một con trâu còn thử con này bán lỗ chứ miền lỗ. Ok, chúng ta sẽ lên khu vực lên trên kia nhé các bạn nhé. Đấy, trên kia còn rất là nhiều, hôm nay mình đi gọi là chưa đủ một vòng. Chợ trâu của chúng ta rất nhiều. Đấy, một em nghe ngủ rất là tự nhiên. Nó ngủ nhé các bạn nhé. Lắng quá, lúc sáng nó rét, bây giờ là lắng nên ấm nó ngủ luôn. Chưa, sắp đủ rồi. Bọn em trâu đã được bán đây. Có ghi ở đây là bán này nha các bạn nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bao tiền đấy? Hả? Hả? 27. Thôi, có lẽ là chúng ta sẽ lên đầu các bạn. Chúng ta sẽ lên đầu ở trên này. Châu này khá là nhiều nhưng mà mình thấy châu này bán chậm các bạn. Châu được các thương lái mua rất là chậm. Chúng ta đang đứng ở cầu các bạn ơi. Đấy, chúng ta đang đứng ở khu vực cầu. Đấy, châu nay thì cũng khá nhiều và số lượng người đi xem châu cũng khá là nhiều các bạn. Đấy, các bạn thấy có thể thấy ở trên màn hình này, rất là nhiều luôn. Đấy, các bạn thấy chưa? Nhiều chưa? Châu cái hết nhỉ? Cái hết. Châu bây giờ rẻ như rau mà rau còn đắt hơn. Dưa hấu còn 20.000 một cân. Con châu thì hai con này châu nổi 40. Đấy, hai con này 40. Đấy, quên đi. Bác đang báo giá là hai con này 40 triệu các bạn. Đấy. Kêu bây giờ ai buôn xem nha, con này họ đang giảm 18 triệu thôi. Khách trả 18 thôi. Giá này rẻ lắm. Sáng giá được 21 cũng bán. Đây đi. Mình từ mà khai lên con tiền tiền ở đấy không? Nó tao phải hết à? 40. Mình quay từ xa cho các bạn xem này. Quay đi, bên này đấy, con này bác ấy đang đòi là cặp 40 nhá, nhưng mà khách trả thấp quá nên là bác chưa bán các bạn. Xe này ra phát là mình vào thôi. Xe này ra luôn, vào luôn nhé. Đi luôn luôn. Không ở đây. Bên. Ở đây rồi. Hả? Em về em có đi xem được cuối ngày này. 18 con giả tiền là 6. Con này. Con này 22. Để cho con này đi. Đấy 18 triệu ấy. 6 triệu. Đấy nói nhanh nhanh 17 năm. Đấy. Quyết. Quyết.
đánh luôn. Hơn 16 năm. Không bán. Bán ra đi. Bán không? 17 năm. Đấy, vứt đấy. Đấy, được quật. Bây giờ có biết mùi châu. 17 năm. Đấy, cứ xem đến lúc 17 năm là bán. Không, bán về. Xe hạ xong là về luôn. Cứ thấy xe này hạ xong là về luôn. Về luôn, không đợi. Mất thời gian thì ngồi đây chẳng mặt. Con này bao nhiêu? Con này 22 triệu. Được 2 cặp thôi. Bán rẻ không? Mà đi thịt hết. Thịt hết đấy mà. Con này nè. Trông con này cũng biết buôn rồi anh em ơi. Con này 22 triệu. Hả? 17 năm con này đấy được thì đếm. Không thì cho lên xe thế thôi. Thôi 16 năm rồi. Không bán rồi. Em vứt được. Không bán. Lại đó. Con này kể cả mang về cũng nhốt mà con này ăn cỏ ác lắm. Con này chẳng có mua cả cặp này bán con bé xong mới bán bé ra đây thôi, không bán tách con bé thì không bán ra đây đâu. Cái con này thế thôi, con này mình về bán tách bé xong rồi mới bán được, mới bán ra đấy thôi. Anh em xem đi con trâu này, rẻ hai con này 40 triệu mà không dám mua. Con trâu gần 60 kêu, con trâu đực thôi. Trung Quốc mở cửa giá nó giờ thấp đấy. Bán không? Bên lên bên xuống bán cho nó đi. Không bán được con này trâu để mua vào cả mình cả nước 18 triệu rồi, chúng ta lên đây bán ra đấy thôi. Cái này là hàng bố nhé. Bán không? Hàng chân thôi. Bán cho con thì vừa nãy ông đọc, vừa anh đọc có 17 triệu. 17 năm. Hả? Mai có tù ghê. Bán đi. Châu này 17 triệu 500 thì có để cho anh em thôi, còn mình cần mất 500 tiền cước rồi. Ừ. Thì không vào đâu, em mua con khả thôi. Biết rồi. Không, con này giá lúc đấy nữa, cộng lại. Bao nhiêu? Cộng lại cả con này thì giá hơn 10 đồng. Anh lấy anh làm. Lúc em giả bán cho nó đi anh ơi. 5 tấn thì bên xuống là xong rồi. Giao lưu con là mấy trăm nghìn thì em về một chút. 7 năm mới bán là không được. Cô xe vậy cứ lên lùi cho về luôn. Nhà mình có xe. Chẳng qua cái giá này nếu trước mình có xe về mình bán. Hai triệu đấy. Làm đi. Đúng đếm tiền thật 20 triệu làm luôn. Con này đã được chốt rồi nhé. Ác lắm mày con này. Thì người ta mua gầy về người ta chăn nó nhanh lên đi. Vâng. Ôi còn con này bán rẻ đi. Thế con kia 10. Con kia 17 chốt đấy ạ. Thôi rồi, con này 21 triệu rồi, bán đi. Lại xuống giá rồi, giả. Xuống giá rồi. Xuống 1 triệu rồi, 21 triệu rồi. Nào. Đấy, còn con này 21 triệu rồi. Chết chịu tôi là. Cắt chiều, sớm cắt chiều nhây mà mãi. Bác có hai con, một con thì bán rồi. Con này có bán có, con này có bán có 17 triệu thôi. Nói chung là trâu thì trâu cái là một này. Đấy. Đấy, nó chưa có độ béo nên đây bán rẻ. Mặt khác là do trâu với đợt này nó cũng rẻ nữa. Đấy. Có tăng nhẹ nhưng mà với một con số trâu đẹp, trâu đực đẹp.
trâu thì rất là nhiều các bạn, nhưng mà mình có khả năng là thấy là có cái hôm nay trâu là gọi là người ta gọi là bán chậm đấy, trâu bán chậm các bạn, vừa rẻ này bán chậm. Đấy là theo cảm nhận suy nghĩ của mình thôi, còn không biết các bác đi buôn trâu thì các bác có cảm nhận vậy không, hay là tùy từng hôm các bạn. Có hôm trâu rất là gọi là bán dắt ra phát là có khách chốt luôn, nhưng mà hôm nay mình thấy trâu cũng khá là chậm và hôm nay trâu cũng ít trâu nữa. Rồi, cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn các bác rất là nhiều. Có lẽ là mình xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bác luôn xem video vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Kênh chủ yếu là tham khảo, gọi là tương đối thôi chứ không phải là chính xác. Đấy. Tùy thuộc vào từng hôm các bạn. Đấy. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nhé.